Xin chào tất cả các bạn học viên. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Tiếng Hoa Đàm Thoại. Trong buổi học lần trước, chúng ta học về chủ đề 这是我的房间. Thông qua buổi học lần trước, chúng ta đã học được cách miêu tả căn phòng của mình với những đồ vật hết sức gần gũi đúng không nào? Và hôm nay, chủ đề của bài học chúng ta cũng hết sức gần gũi với cuộc sống thường ngày, đó chính là 你今年多大? 你今年多大? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Như thường lệ, mời các bạn cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay với phần bài khóa. Bài khóa của chúng ta là một cuộc hội thoại giữa hai nhân vật. Nhân vật đầu tiên, mấy chiêu xuyến. Mấy chiêu xuyến. Mai Thu Huyền. Và nhân vật thứ hai, đó chính là Lý Yến Trinh. Lý Yến Trinh. Lê Ngân Khánh. Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hội thoại giữa hai nhân vật này nhé. Mấy chiêu xuyến. Ní yểu xiong tì chỉa mây ma. Ní yểu. Hai thanh ba đi liền với nhau, nên chúng ta sẽ đọc thành Ní yểu. Bạn có xiong tì. Xiong tì là anh em. Chỉa mây. Chỉa mây là chị em. Cụm từ xiong tì chỉa mây có nghĩa là anh chị em. Ma là trợ từ ngữ khí dùng trong câu hỏi. Vậy ghép cả câu chúng ta sẽ được Ní yểu xiong tì chỉa mây ma. Bạn có anh chị em không? Lý Yến Trinh. Lý Yến Trinh. Wo yǒu liǎng ge 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 yǐ ge dì dì nǐ ne. Wo yǒu liǎng ge 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 yǐ ge dì dì nǐ ne. Wǒ yǒu tương tự như trên đúng không ạ? Tôi có. Liǎng là hai. Khi số từ 2 đi với lượng từ, chúng ta sẽ đọc là liǎng. Cửa là lượng từ của cửa cửa. Cửa cửa là anh trai. Cửa ở đây là lượng từ dùng chung cho chỉ người và rất nhiều sự vật khác nữa. Trong giới hạn bài học ngày hôm nay, chúng ta tạm thời ghi nhớ cửa là lượng từ để chỉ người. Wo yǒu liǎng ge ge ge. Tôi có hai anh trai. Yǐ ge một đúng không ạ? Tì tì. Tì tì là em trai ạ. Yǐ ge tì tì một em trai. Nǐ ne. Nǐ ne còn bạn thì sao? Nǐ ne là một cách dùng quen thuộc khi chúng ta muốn đặt câu hỏi với một ai đó nhưng
không muốn lặp lại câu hỏi trước đấy. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là còn bạn thì sao? Ở đây tôi xin phân tích một cách kỹ hơn. Ở trên đây, bạn Mai Thu Huyền đã hỏi bạn Lê Ngân Khánh là Ní yǒu xiōng tì jiǎ mèi ma? Nhà bạn có anh chị em không? Và sau khi bạn Lê Ngân Khánh trả lời Wǒ yǒu liǎng ge 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 yǐ ge tì tì, nhà tôi có hai anh trai và một em trai. Sau khi trả lời xong, bạn Lê Ngân Khánh cũng muốn đặt câu hỏi bạn có anh chị em không đối với bạn Mai Thu Huyền. Nhưng bạn ấy không muốn lặp lại y nguyên câu hỏi Ní yǒu xiōng tì jiǎ mèi ma? Nên bạn ấy đã dùng nǐ nè. Còn bạn thì sao? Cách dùng nǐ nè áp dụng tương tự với tất cả các câu hỏi khác, với ý nghĩa hỏi đối phương y như câu hỏi đã được đề cập trước đó mà không muốn lặp lại. Chúng ta cùng xem nhà bạn Mai Thu Huyền có anh chị em không nhé. Mấy chiêu xuyến, mấy chiêu xuyến. Ủa mấy yǒu xiōng tì jiǎ mèi? Wǒ shì dú shēng nǔ. Wǒ měi yǒu xiōng tì jiǎ mèi. Wǒ shì dú shēng nǔ. Chúng ta đã biết từ yǒu là động từ có phủ định của yǒu là mấy yǒu, không có xiōng tì jiǎ mèi anh chị em. Wǒ měi yǒu xiōng tì jiǎ mèi, tôi không có anh chị em. Wǒ shì tôi là tú sheng nữ, tú sheng nữ là con gái một, tức là gia đình nhà bạn mấy chiêu xuyến chỉ có bạn ấy là duy nhất là con thôi ạ. Lý yến chinh na nǐ dāng wǒ de mèi mèi ba? Wǒ měi yǒu mèi mèi, nà nǐ dāng wǒ de mèi mèi ba? Wǒ měi yǒu mèi mèi, nà. Chúng ta đã học từ các bài học trước có nghĩa là vậy thì, vậy. Nǐ là bạn, tang là làm ạ, làm hoặc là mèi mèi, mèi mèi là em gái ạ. Pa là trợ từ ngữ khí giống như từ nhé của mình ạ. Khi mà mình muốn biểu đạt một gợi ý nào đấy thì chúng ta dùng từ pa ở đằng sau câu. Na nǐ dāng wǒ de mèi mèi ba? Vậy thì bạn làm em gái tôi nhé, đúng không ạ? Wǒ měi yǒu mèi mèi, tôi không có em gái.